xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại rất vinh dự được sự đồng hành của nhãn hàng Colorman Fashion. Kính thưa quý vị và các bạn, nhân vật của Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay đó chính là một nghệ sĩ cải lương rất đa tài, đa diện và đa màu sắc. Người mà Colorman muốn nói đến đó chính là nghệ sĩ Thanh Hằng. Mỗi khi nhắc đến Thanh Hằng, giới mộ điệu cải lương sẽ nhớ ngay đến một nữ nghệ sĩ đầy biến hóa, có thể nhuần nhuyễn đủ loại vai từ mùi, thương đến độc, lẳng, hài. Thuộc thế hệ thứ tư của đại gia đình Hai Núi, Tư Helen, một trong năm đại gia đình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, Thanh Hằng thành danh rất sớm ở tỉnh với vai trò đào chính cho các đoàn Sông Hậu 1, Sông Hậu 2. Thập niên 90, Thanh Hằng về thành phố Hồ Chí Minh và trở thành một trong những ngôi sao sáng hàng đầu của cải lương thời kỳ đó. Trong thời kỳ hoàng kim của cải lương, bà nổi tiếng nhờ chuyên trị các vai phản diện. Với giọng ca khỏe khoắn, sinh động cùng lối diễn nội tâm xuất sắc, những vai diễn của Thanh Hằng luôn có sức hút mê hồn và mang đến cho bà rất nhiều giải thưởng để đời, như huy chương vàng giải diễn viên xuất sắc Trần Hữu Trang năm 1991 với vai diễn Nữ Vương trong vở truyền thuyết về tình yêu. Năm 1997, Thanh Hằng đoạt giải Mai Vàng với vai Bà Mùi trong vở Duyên Kiếp. Vai phản diện này ấn tượng đến mức đi đến đâu, Thanh Hằng cũng bị ghét bỏ và trách móc vì sự ác độc của nhân vật. Những năm cuối thập niên 90, Thanh Hằng là một trong số những nghệ sĩ cải lương đắt show nhất, được đông đảo khán giả yêu mến. Khi sự nghiệp đang thăng hoa thì cũng là lúc Thanh Hằng khiến người hâm mộ bất ngờ khi âm thầm rời xa sân khấu để chăm lo cho cuộc sống riêng. Sau 15 năm vắng bóng, năm 2016, Thanh Hằng xuất hiện trở lại với vai trò giám khảo trong một số chương trình truyền hình và dần trở lại sân khấu, tiếp tục hoạt động nghệ thuật hăng say. Dù qua bao năm tháng, khán giả vẫn thấy một nghệ sĩ Thanh Hằng với giọng hát khỏe khoắn, lối diễn xuất lay động lòng người cùng một tình yêu nghề cháy bỏng. Đó cũng chính là những yếu tố đã làm nên một nữ nghệ sĩ huyền thoại trong lòng tất cả những ai yêu mến nghệ thuật cải lương. Khi mà mình thực hiện chương trình này và liều lĩnh đặt cái tên Dấu Ấn Huyền Thoại thì mình nghĩ rất là nhiều thứ. Và thực sự thì các nghệ sĩ trong chương trình luôn cũng có một cái tiêu chí để chọn. Đó là các nghệ sĩ đã cống hiến rất là lâu năm với nghệ thuật nói chung và với âm nhạc nói riêng. Như quý vị các bạn cũng biết là nghệ sĩ Thanh Hằng là cũng 40 năm rồi. Cũng là hơn 40 năm em. Hơn 40 năm. Từ lúc 14 tuổi tới bây giờ. 14 tuổi là chị đã tham gia vào cái đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga. Là chị chỉ là một diễn viên múa thôi. Và hôm nay, năm nay là coi như chị 60 rồi. Thì tất nhiên là đã hơn. Dạ, 45 năm. 45 năm thăng trầm biến đổi. Nó cũng có nhiều cái là gọi là buồn vui, coi như là lẫn lộn. Nhưng mà một cái là hạnh phúc lớn nhất là được khán giả thương yêu. Là tại vì khi một người nghệ sĩ mà được khán giả, được đi vào lòng khán giả, đâu phải là một cái điều đơn giản. Cái vở cải lương mà ngày xưa mà chị hát á, chánh ở trong đoàn cải lương ở dưới các tỉnh miền Tây đó, lúc đó năm 80, 81, 82 rồi, đến bây giờ có nhiều khán giả, coi như là các anh chị lớn tuổi cũng vẫn nhớ lại cái hình ảnh, cái kịch bản ngày xưa chị hát. Ký ức mà nó coi như là phải gọi là dấu ấn thật sự. Colorman cũng được biết là chị sinh ra trong một cái gia đình có cái truyền thống nghệ thuật rất là lâu đời. Tới chị là thế hệ thứ tư. Dạ. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về gia đình mình được không ạ? Thanh Hằng may mắn được đứng trong một cái gia đình có một cái cổ truyền là sân khấu cải lương. Bà cố hồi xưa là bầu gánh hát. Rồi sau tới là bà ngoại là nghệ sĩ chánh của đoàn, ông ngoại là nghệ sĩ chánh của đoàn, rồi ông cậu ba là một nghề hài chánh của đoàn luôn nữa. Tới mẹ của Thanh Hằng cũng là một nghệ sĩ độc lẳng mùi. Trong đó mẹ có những cái tố chất đó. Rồi là ba của Thanh Hằng cũng là nghệ sĩ luôn. Cho nên rằng là những cái hình như là mình là một may mắn được đứa con đầu lòng. Cho nên tất cả những gì là coi như là của gia đình đặt để vào cho Thanh Hằng hết. Cho nên Thanh Hằng có bản năng và cái bản chất nó đã có sẵn tố chất đó. Tố chất sẵn ở trong người rồi. Thì nghề sẽ dạy nghề nhiều hơn nữa.
Lúc mà chị Thanh Hằng mới có 10 tuổi, 11 tuổi thì bà ngoại có cho chị Thanh Hằng đi học đàn của thầy Úc Trong. Học nhịp nhàng rồi kia nọ của thầy Úc Trong, rồi sau đó đi theo đoàn hát. Chị Thanh Hằng thì có cái chí gọi là thích học lắm, thích học. Thời gian mà chị đi đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga là coi như là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới hình ảnh, từng ánh mắt nụ cười của cô ba Thanh Nga là coi như chị nhớ khắc sâu vào. Nhắc tới cô ba Thanh Nga thì chắc là trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng có hay nói về cái nghệ danh của chị á. Thì hình như là chị không có cái tên thật của chị không phải là Thanh Hằng phải không chị? Dạ mà đúng như rồi. Là Mỹ Hằng. Bà ngoại với mẹ thì đặt tên là Mỹ Hằng. Columbine biết không? Quý vị khán giả biết là trong thời gian mà đi theo đoàn Thanh Minh Thanh Nga, Thanh Hằng chỉ là diễn viên múa thôi nhưng mà ham lắm, mê lắm. Rồi cái có một cái cơ duyên cô ba Thanh Nga mới nói với Thanh Hằng rằng là cái vở bên cầu Dạch Lụa đó nó có ngâm hậu trường mấy câu thơ đó, con lắng tai con nghe để rồi con thuộc đi, rồi mai mốt mà cô Phụng nghỉ đó thì con sẽ ngâm thế vô trong cái chỗ đó. Trời ơi mừng lắm luôn, mừng quá mừng luôn. Thì cô ba mới dạy cái vở bên cầu Dạch Lụa đó, thì nó có cái đoạn mà lúc mà mẹ của Trần Minh đã mất rồi thì thời gian đó thì có mấy câu giống như là ngâm như thế này: thăm thoát đã ba mùa thu lá bay, hàng sinh nuốt lệ kính sử đời chờ ngày đó. Mấy câu đó là cô ba chăm chút từng chữ cho Thanh Hằng, là những cái câu hò mà chị tập làm quen với đầu đời. Nhưng mà cô Phụng chưa có nghỉ đoàn thì chị đã nghỉ đoàn trước. Sau cái vở Tiếng Trống Mê Linh rồi là chị nghỉ đoàn Thanh Minh Thanh Nga, chị mới đi theo đoàn Sao Ngàn Phương. Thì đi xuống đoàn Sao Ngàn Phương thì chị cũng hát mấy giai tỳ nữ, là giống như là kịch bản Tấm Cám thì chị đi thử hài thôi. Đi đoàn Thanh Minh Thanh Nga cũng khoảng 2 năm, năm mấy, gần 2 năm thì gắn liền với nhau. Chị nhớ đoàn dữ lắm. Chị ngồi chị buồn quá, chị mới lấy cái viết ra, chị ghi tên của chị là Mỹ Hằng Thanh Nga, Thanh Nga Mỹ Hằng, Thanh Nga, Thanh Nga Mỹ Hằng. Ghi hết cái tờ giấy vậy đó. Cái tự nhiên chị kéo chữ Thanh đem xuống chữ Mỹ. Chị kéo chữ Thanh đem xuống chữ Mỹ, chị để Thanh Hằng. Từ lúc đó từ chị dừng lại chữ Thanh Hằng đó luôn rồi. Chị là tối để mà diễn đó thì diễn cái vở Tấm Cám đó thì chị mới nói là cái chú mà giới thiệu nhân vật giai giới đó, tối nay chú làm ơn chú đổi tên con đi, giới thiệu tên con tên khác đi, đừng giới thiệu Mỹ Hằng nữa đó. Chị giới thiệu tên gì? Dạ nghệ sĩ Thanh Hằng đi chú. Đó là từ lúc đó chị mới đổi là Thanh Hằng tới bây giờ luôn đó. Sau đó, sau khi mà đổi tên Thanh Hằng rồi đó ha, thì bắt đầu đó là chị được lên hát đầu 3, rồi đầu nhì. Rồi đầu nhì thì nó cũng vẫn đứng khựng đầu nhì hoài. Một hôm nọ đó, coi như là chị mê cái vở mà áo giải phủ long bào, là cái vai Lê Lai Cứu Chúa đó. Là cô Kiều Hoa là đạo chánh của đoàn Sao Hàng Phương. Cô Kiều Hoa lại hát cái vai Lê Trinh nữa, con của Lê Lợi đó. Chị mê quá cái chị chiều cái chị lại, chị xin bằng tổ, chị tha giái tổ cho cô ba của bệnh đi, cô ba Kiều Hoa của bệnh đi, đặng cho con được lên hát giái tổ vậy. Mà thật sự phải nói, không phải mình nói cái đó, thời tuổi con nít mà mê hát quá đi. Rồi chị cũng chỉ xin là để được đi lên hát thôi, nhưng không ngờ cô ba lại bị cảm thiệt. Cô ba Kiều Hoa cũng bị cảm thiệt. Rồi là chú Hoài Nhân á, là chồng của cô Kiều Hoa, mới nói là thôi bây giờ á, là Hằng thuộc không? Dạ con thuộc. Là đêm đó chị làm mặt rồi, coi như là chị hát vai Lê Trinh luôn. Là lúc đó là chị được hát đầu chánh luôn. Dạ năm đó là chị bao nhiêu tuổi chị không nhớ? Năm 79, 80. Năm 80 đó bắt đầu chị hát đào chánh, được đào chánh cho đoàn Phù Sa, đoàn Sông Cửu, rồi đoàn các đoàn tỉnh Vĩnh Long. Thì tới năm 82 đó chị mới được nhập qua bên đoàn Hậu Giang, chị mới đi thi toàn quốc á. Đó là chị được giải A1 toàn quốc á, là năm 82, là trong vai quận chúa của Xuân Thăng Long á. Đó đổi tên Thanh Hằng lại lên từ giờ đó luôn. Dạ cái này nếu mà nói là có nhiều khi cũng có yếu tố chút tâm linh đó. Có tâm linh trong đó nữa. Dạ chắc là cô ba cũng phù hộ cho chị đó.
khắp thành đô sống trong kinh hoàng, dấu sọ người với bàn tay máu, cùng hành vi biến hóa như thần thông. Kia màu hoa trắng xóa bông hồng xinh, chẳng ai đâu xa lạ, chính là tướng cướp Bạch Hải Đường. Trời ơi là trời ơi, thuốc hết mà nhớ nó cũng không còn. Nhung ơi là Nhung, nó đi đâu sang vậy? Không có thuốc, không có tiền mà nó mua trái cây. Trời ơi, Mình cằn nhằn em gì đó mình hả? Mày về đó hả Nhung? Dạ. Mày đi đâu từ sáng giờ, mày có biết là tao thiếu thuốc, tao chịu không có nổi không nhô? Mình ơi, thì em đi kiếm tiền về cho mình đó chứ. Rồi tiền đâu? Dạ chưa có mình à. Chưa có là sao? Dạ, em tới em không có gặp anh Bằng mà em chỉ gặp chị Liên ở nhà thôi à. Em làm dữ em đòi con Thu lại đó. Mày đòi con quỷ đó làm cái gì? Thì... Mày thương nó lắm hả? Em... Mày thương nó lắm thì mày dọn đồ mày quá ở với nó. Rồi mày đợi thằng Đặng Hoàng Minh đó, nó mãn hạn tù, vợ chồng con cái sum họp ha. Em có thương yêu em có thương yêu gì nó đâu mà mình nói vậy. Vậy mày đòi nó về làm cái gì? Em làm dữ em đòi Thu rồi để người ta ra tiền cho mình đó mình. Rồi mày đòi nhiêu? Dạ em đòi 200 ngàn. Nhiêu? 200 ngàn. Ít quá vậy đồ ngu. Nhờ nhiêu đó mà người ta còn chưa có nữa đó mình à. Em kỳ hẹn tới 3 hôm nữa em trở lại em lấy tiền đó. Trời đất quỷ thần ơi, 3 hôm dạ ba hôm nữa mình ơi. Nhung ơi là Nhung ơi. Dạ 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 mình ơi, em lại mình đừng đánh em, tôi nghiêm em lắm mình ơi. 3 hôm vậy là mày muốn tao chết dần chết hồi chớ rụng thay thì khi cơn nghiện nó lên. Không có tiền hả? Tao cho mày chết luôn đó nghe. Tao nghĩ thân tao mà tao tồi. Lúc có tiền thì hút ngày hút đêm, biểu cái gì mày cũng lo xong. Rồi giờ đây tao nhờ có chút chuyện thì em còn chạy ngày chạy đêm để lo cho mình từng trăm từng chục bạc. Nhưng lúc này đã hết đường xoay sở, em biết làm sao để đào mới ra tiền. Làm sao hả Nhung ơi? Làm sao tao chịu nổi 3 ngày? Mày phải kiếm cho tao chút đỉnh liền nghe Nhung. Kéo cơn nghiện nó giết chết tao luôn. Thì em cũng chạy khắp các nơi rồi, nhưng tất cả đều chối từ. Trời hỡi trời, tôi sống nổi sao đây? Mình ơi, từ từ rồi em kiếm tiền em đem về cho mình nha mình. Tao hiểu rồi. Dạ. Mày biết cái tin báo đăng sáng nay nên mày trở mặt với tao hả Nhung? Tin gì vậy mình? Tin gì á? Tin gì vậy? Nghe. Đâu biết? Tướng cướp Bạch Hải Đường vượt ngục. Nó vượt ngục rồi đó. Trời ơi. Mày tính sao mày tính? Anh Minh đã vượt ngục về đây. Mình ơi, hay là mình đi báo với nhà chức trách đi, để cho nhà chức trách họ đem người đến đây để giữ an ninh cho nhà mình, rồi sẽ bắt được tướng cướp Bạch Hải Đường nha mình. Đi đi mình. Mày khôn lên rồi đó Nhung. Lẹ lên đi mình. Nó phải bị bắt thì tao mới yên thân. Tao đi cớ bóp. Đi lẹ lên đi tao mình. Đi cớ bóp. Đi lẹ lên đi mình. Chết rồi. Anh Minh đã vượt ngục.
anh Minh đã vượt ngục, anh trở về đây thì tôi biết phải xử sự với anh làm sao bây giờ đây. Tôi vừa nói gì? Tôi vừa làm gì? Tôi vừa nói gì? Dương! Hả? Anh Minh. Bà Mạnh giỏi. Tội lỗi bà cư xử với tôi. Bà đày đọa tôi sắp 18 năm rồi. Bà chưa vừa lòng vừa dạ sao bà Dung? Bà bình tĩnh và trả lời từng câu hỏi của tôi. Dạ. Ngồi xuống đi. Tôi bảo bà ngồi xuống. Dạ. Ngồi. Dạ ngồi, dạ em ngồi rồi. Em ngồi rồi mình ơi. Bà trả lời cho tôi biết. Dạ. Ai đã viết thư tố cáo tôi với nhà chức trách vậy? Dạ. Ai? Dạ. Ai? Dạ em. Dạ em. Bà. Trời ơi. Vợ mà đi tố cáo chồng. Khốn nạn. Khốn nạn. Ai? Ai đang cấp chức nhẫn xoàng của vợ anh Bằng? Ai vậy bà? Dạ. Tôi hỏi bà có nghe không? Dạ. Tại sao bà không trả lời? Dạ. Tại sao? Dạ em. Dạ em. Dạ em. Bà cấp chức nhẫn xoàng, tại sao bà không nhận? Bà đổ lỗi cho tôi, để tôi nhục nhã, tôi xấu hổ với bạn bè của tôi. Tại sao bà làm như vậy? Tại sao? Dạ tại vì em lỡ vậy. Trời ơi. Rồi chiếc nhẫn xoàng đó bà cho ai? Dạ. Bà cho ai vậy bà Dung? Dạ em. Hả? Dạ. Cho ai? Dạ em cho nhân tình của em. Cho nhân tình. Nhung ơi, là Nhung, mày ra mày trả tiền xích lô cho tao Nhung ơi. Chết rồi, chết rồi. Thằng Cang chồng của em nó đã về tới. Mình ơi, thằng Cang chồng của em nó đã về tới. Nó... Mình ơi, mình, em xin mình ơi. Ý trời đã sắp đặt. Tôi giết nó trước. Tôi xử bà sao? Con mình ơi em xin mình, em xin mình. Bà muốn sao? Mình đừng gây thêm tội lỗi, mình cần phải sống để lo lắng cho con mình ơi. Đủ rồi bà Dung à. Bà chờ tôi kêu nó vào đây. Tôi quỳ xuống tôi lại nó, tôi lại nó. Mày ơi, mày trả vợ lại cho tao hả? Mình ơi, em lại mình. Mình hãy ẩn mặt vào trong đi. Mình hãy xem em xử sự với nó. Được rồi. Mình, tôi tạm tin bà lần này. Dạ. Lần cuối cùng nghe bà Nhung. Dạ. Nhưng bà nên nhớ, tôi nép vào bên trong. Tất cả những hành động nào của bà, một lời kêu cứu, hoặc một hành động nhỏ nào, bà sẽ chết một cách thảm thương. Vào trong đi. Tôi thề. Vào trong đi mình nghe lời. Nghe lời em, vào trong đi mình ơi. Vào đi mình. Đi đi mình. Nhung ơi là Nhung. Cái con khốn nạn. Mày làm gì trong này? Mày có biết thằng Xích Lâu nó chửi trên đầu cha tao vì 100 đồng bạc không Nhung? Tao giết mày chết Nhung mèo. Rồi mày định ăn dạ hả? Mày ăn dạ? Khốn nạn, mày đánh đập tao tàn nhẫn như vậy sao? Hôm nay mày gan lắm Nhung à. Mày dám chửi tao hả Nhung? À, mày thấy cái thằng tướng cướp á, nó vượt ngục về rồi. Mày hy vọng nó bay vô đây nó cứu mày hả Nhung? Mày lầm rồi Nhung à. Tao đã báo nhà chức trách rồi. Nó mà leo hanh tới đây là người ta gô đầu nó lại. Cái thứ ăn cướp giặt ai sợ. Khốn nạn, mày không được quyền nói xấu chồng tao. Mày nói gì? Chồng mày hả? Phải. Còn tao là cái gì? Tao nghĩ cái số đào hoa mày cũng ngộ. Hai chồng, một thằng ăn cướp,
một thằng xì ke. Mày giỏi lắm Nhung. Khốn nạn, người ta ăn cướp nhưng người ta không hèn hạ như mày. Mày là một thằng sơ khanh chuyên sống như chế áo đàn bà khôi dạy. Hôm nay mày gan lắm Nhung ha. Mày đánh tao hả Nhung? Tao cho mày nếm mùi dây đất da nè Nhung ơi! Nhung ơi! Nhung ơi là Nhung! Thằng khốn nạn mày đứng đó! Mày bước tao, tao có con dao phai rồi. Mày bước tới, tao chém rụng đâu mày. Mày giang ra, mày đừng có đến gần tao. Chém tao đi không? Mày giang ra đi, mày đừng có đến gần tao. Mày giang ra, giang ra. Hả? Trời ơi, trời ơi, thằng khốn kiếp. Nhung, Nhung, Nhung ơi, em có sao không? Thằng khốn kiếp. Đừng có mày đánh được. Chết. Kiếp. Trời ơi, Nhung đã chết rồi. Tôi cũng giết được hai can, kẹp hai vợ hạnh phúc gia đình của tôi. Tôi phải đi đền tội. Tôi phải đền tội. Tôi sẽ đền tội. Anh Minh. Hả? Nhung, Nhung ơi. Anh khoan đi đã. Nhung ơi. Em Nhung ơi. Nhung ơi, trời ơi, Nhung. Anh Minh ơi, anh khoan đi đã. Anh đây, anh đây, anh đây. Anh sẽ đưa em đi chữa trị. Anh sẽ đưa em đi chữa trị. Anh hãy ở lại đây với em vài giây. Dù tình nghĩa chúng ta nửa đường. Những kỷ niệm của ba năm hương lửa vẫn còn đang mang chất nặng ở trong lòng. Nhung ơi. Một khoảng thời gian chân cuối mặt trong. Giờ gặp lại nhau thì ân tình lỡ. Chết vỡ linh hồn không. Anh đã về đây thì cần gặp lại mặt con. Nó đã khác tình cha từ ngày rời xưa. Vậy anh hãy vì con mà niềm tình tha thứ cho người bạn gối chăn. Em đừng nói nữa Nhung. Anh sẽ đưa em đi chữa trị. Em lại mình, em xin mình hãy tha thứ lỗi. Nghe tất cả rồi, anh biết tất cả rồi em ơi. Anh đi giết chết hai can. Nếu anh lại đẩy lại đây, anh chắc chắn phải vào vòng tù tội với em mà. Em sẽ báo với nhà chức trách là chính em đã giết hai can vì nó đã hành hạ em. Nhung ơi, em đừng quên anh là một tên tù vượt ngục. Người bạn ngàn cổ sai 20 năm biệt xứ lưu đài. 18 năm qua đối với anh là những chuỗi ngày dài. Hôm nay gặp lại em anh không hờn không giận. Anh vẫn thèm nghe từng tiếng khóc của trẻ thơ. Con Thu bây giờ nó đã có chồng chưa? Gặp lại anh nó có chấp nhận mối tình phụ tử hay nó thờ ơ cho anh thêm buồn thêm khổ thêm nhớ thêm thương anh lệ tuôn trào. Nhà chức trách đã đến rồi. Trốn đi mình. Mình trốn đi. Không, anh sẽ đem đi chữa trị.
anh sẽ đầu thú với nhà chức trách. Anh sẽ đầu thú với nhà chức trách. Không, hãy để em nói với anh bằng. Em sẽ chịu tội trước anh bằng. Không, không, không. Anh làm cho anh phải chịu. Bằng ơi, chính tôi đã giết hai con. Tôi đã giết một con chó ghẻ mà suốt 18 năm qua đã sống chung với tình chồng vợ. Một lỡ lầm mà tôi mới vừa rửa sạch hết hôm nay. Hai can chết rồi thì yên phần nó. Còn tôi cũng sẽ chấm dứt cuộc đời tôi. Lần cuối cùng của một người sắp chết, tôi cầu xin anh. Cầu xin anh hãy cho anh Minh gặp lại đứa. Em không thể nào chết được như vậy. Đó là ân huệ cuối cùng mà anh đã dành lại cho tôi. Tôi là thủ phạm, anh nghe rõ chưa? Tôi là thủ phạm. Cầu mong mình bình an ở lại, gặp mặt con khờ diễn ra đi. Em không thể nào chết được như vậy. Hãy sống, sống với anh và con nghe em. Mình ơi, anh nè, anh đang ở bên mình nè. Em lấy mình, em xin mình hãy tha thứ lỗi cho em. Anh tha thứ tất cả rồi. Và mình, gia đình mình sẽ đoàn tụ. Để em yên lòng nhắm mắt. Không, em không có chết. Gia đình mình sẽ đoàn tụ. Em không thể nào chết được. Sẽ có anh nè, có con nè, có em. Gia đình mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Mình sẽ ở bên nhau cho đến hết cuộc đời này. Mình sẽ... Gia đình mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Mình sẽ ở bên nhau cho đến hết cuộc đời này. Mình sẽ... No! Nhung ơi! Anh biết con yêu em mà. Đừng chết bỏ anh Nhung ơi! Đừng chết bỏ anh Nhung ơi! Nhung! Nói là xúc động nổi da gà. Các nghệ sĩ của chúng ta phải nói là quá xuất sắc, quá nhập vai. Và lần đầu tiên cũng thấy ca sĩ Quốc Đại tham gia một cái ghiền mà nó nhập vai quá luôn. Ngồi coi ở dưới mà thấy nó đã gì đâu. Không nghĩ là đây là Quốc Đại là một cái giọng hát mà dân ca rất là lãng mạn, rất trữ tình mà hay thường hay song ca với Cẩm Ly. Dạ, cái này thì em phải cảm ơn chị Thanh Hằng rất là nhiều. Bởi vì chị đã cho em cái cơ hội mà diễn một cái vai này. Nên mà từ nhỏ thì đã rất là hâm mộ nghệ sĩ Thanh Hằng rồi. Hâm mộ cái sự biến hóa mà khôn lường của chị trên sân khấu. Và được chị giao một cái vai, dù cái vai nó hơi khác với mình, nhưng mà cũng phải cố gắng. Và cái áp lực đó đã cho Quốc Đại cái động lực để tập thêm nhiều để cố gắng hoàn thiện. Những cái lúc đánh là chị Thanh Hằng phải cho phép. Rồi chị Thanh Hằng phải chỉ một số chiêu nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Quốc Đại rất là nhiều. Mà phải nói là cảm ơn cái tinh thần của một người anh, nghệ sĩ Linh Tâm. Dạ, thì mình cũng nhớ hồi nhỏ mình hay coi những cái tuồng cổ là những cái hình ảnh của anh rất là khó quên. Các cái vai phản diện của anh Linh Tâm thì ở cái thế hệ của con Lâm Anh chắc rất là nhiều người mê. Thật sự thì anh cũng rất là cảm ơn chương trình. Bởi vì nếu mà nhờ của chương trình mà tụi anh mới được gặp mặt và được hát chung với nhau. Dạ. Mặc dù đêm hôm nay thì sức khỏe anh... có mới 70% thôi.
Hôm nay anh bị cảm liên tục, thành ra nó không có làm vừa ý mình. Nhưng mà phải nói là khi mà nhập vai cùng với Thanh Hằng, cùng với Quốc Đại thì anh thấy giống như mình được có tin gì đó, nó tiếp thêm cái động lực. Phải nói là nghệ sĩ của chúng tôi á, thật sự rằng là không ai muốn mà đem những cái gì gọi là không tốt lên sân khấu. Đều đem hết tất cả những cái gì máu huyết và cái ruột gan của mình để cống hiến cho khán giả thương yêu. Hầu như rằng là anh Linh Tâm phải nói là anh đã coi như là cháy hết mình trong cái nhân vật của mình. Anh không nệ hà, nhặt dù rằng là anh đã bị cảm rất là nặng, nhưng mà anh đã làm hết tất cả những khả năng của anh để cống hiến cái nhân vật của mình cho khán giả thương yêu. Phải nói cái điều này em rất là trân trọng. Em biết em nằm đây em hát mà em nghe anh ca em đau lắm. Tại vì quý vị ơi, người nghệ sĩ luôn luôn lúc nào cũng muốn cống hiến hết mình cho khán giả thương yêu đó quý vị. Hy vọng rằng tổ nghiệp thương để cho tất cả nghệ sĩ, nhất là những cái lứa tuổi giống như anh Hằng hay hoặc là Năm Vũ Linh, Kim Tử Long, anh Châu Thanh, cái lứa của anh lúc nào cũng nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lực để có thể mang đến cho khán giả những niềm vui, những cái tác phẩm gọi là kinh điển. Và những cái trích đoạn này nó chỉ là một khoảng ngắn để cho gói ghém lại cho quý vị khán giả hiểu biết nhiều hơn, là tìm hiểu nhiều hơn cái những kịch bản kinh điển mà đã dấu ấn trong lòng khán giả. Khi mà hãy nói đến một cái kịch bản gì thì khán giả cũng thuộc luôn từng lời văn. Thế hệ trẻ của các em hiện tại bây giờ các em cũng đang theo dõi và đang học hỏi theo về bộ môn nghề cải lương. Cho nên rằng là Thanh Hằng hy vọng rằng một ngày nào đó chương trình sẽ tổ chức nhiều hơn nữa. Đây là chỉ một trích đoạn thôi, sẽ tổ chức thêm một cái vở cải lương kinh điển để cho các em xem thấy trọn vẹn cái vở cải lương và nó có giá trị nhân văn như thế nào. Dạ, cũng xin nhận cái lời gửi gắm của chị và cũng hy vọng rằng là tiếp nối sau cái dấu ấn huyền thoại. Rất là mong quý khán giả tiếp tục ủng hộ cho cái nghệ thuật cải lương. Sau cái tiếp nối cái dấu ấn huyền thoại thì biết đâu chúng ta lại có những vở diễn huyền thoại hoặc là những cái vở những kinh điển. Cái này là những cái phải nói là di sản văn hóa. Dạ, đứng trên sân khấu này thật sự rất hôm nay rất là cảm động với cái tiết mục này. Dạ, cảm ơn anh Đinh Tâm, cảm ơn chị Thanh Hằng và đặc biệt cảm ơn Quốc Đại, và cũng hy vọng rằng sẽ gặp Quốc Đại trong cái diễn xuất nữa chứ không chỉ là nghe em chỉ có giờ dân ca ha. Dạ, cảm ơn. Hy vọng sẽ có rất nhiều cái điều mới mẻ. Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả nha. Chị tham gia rất nhiều cái vở mà giống như chị nói là những cái kịch bản mà phải nói là để đời á, và nhiều nhân vật khác nhau, nhiều tính cách khác nhau. Thì trong tất cả đó, chị với chị thì cái vai diễn nào mà chị phải cho tới giờ phút này chị vẫn thích nhất? Cái dấu ấn mà gọi là chị để cho có cái tên tuổi Thanh Hằng là cái vai cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Cái vở Người Không Cô Đơn. Rồi sau đó chị lại được đặt cách chú Thanh Sang á, là cho chị hát cái vai Tiếng Trống Mê Linh nữa. Là chị được coi như hoàn thành xong cái Tiếng Trống Mê Linh. Rồi thêm cái là chị hát Lương Sơn Bá Chú Anh Đài sân khấu cùng với lại nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nữa. Thì năm 96-97 thì chị lại được đoạt giải xuất sắc cái vai mà diễn gọi là phản diện, là cái vai bà Mùi trong cái vở Duyên Kiếp nữa. Ồ, trời ơi, làm sao ước gì mình có thể đưa hết tất cả lên trên dấu ấn huyền thoại. Dạ thưa chị, vậy thì trong cái một không khí của dấu ấn huyền thoại ngày hôm nay á, thì tí nữa thì chị sẽ dự định chị sẽ trình diễn một cái trích đoạn nào trong các cái vở chị vừa nói? Cái vở này chị chưa nói đến là tại vì cái vở này lúc năm 80-84 đó, là năm đó là chị đi đoàn cải lương Hồng Nhung, là của anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hiện tại bây giờ đó. Thì cái vở Truyền Thuyết Về Tình Yêu này coi như là tập lại để cho đoàn thôi, nhưng mà không ngờ rằng là chị có một hoàn cảnh gia đình chị nghỉ đoàn. Thì các anh nói bây giờ nếu mà đoàn trở lại nữa thì phải Thanh Hằng đóng vai nữ vương này tôi mới cho đoàn trở lại. Anh Vũ Linh phải đi tận ở dưới miền Tây mà đi kiếm chị, là phải mời chị trở về để hát lại cái vở Truyền Thuyết Về Tình Yêu này nữa. Ta vương nữ Bích Nương truyền chỉ, nếu ai chạm vào ngón tay của hai kẻ chạy trốn kia thì ngài thượng thơ và 400 lính kỵ sẽ bị thảm hình dưới tay ta. Ngài thượng thơ
Hắn nói đúng, ta chỉ mới tròn 20 tuổi. Hai bàn tay của ta như hai cánh chim bồ câu bé nhỏ, mà chàng có thể bắt lấy nó, ôm ấp nó vào lòng dễ vuốt nâng niu. Phi Cát, Phi Cát ơi, ta yêu chàng, nhưng trời ơi, trời ơi, chàng đã yêu Sĩ Liên rồi. Ôi thần tượng trong lòng ta vừa sụp đổ, một khối tình đã lặng chết vừa tim. Dẫu ta là một vương nữ trên tuyệt đỉnh ngôi cao, nhưng ta cũng chỉ là một cô gái vừa tròn mộng. Cái tuổi đào thơ đã chưa chan đầy nhựa sông, nhưng tại sao, tại sao, tại sao, tại sao ta không cùng với trăm hoa phố hương nồng nhụy thắm mà lại gối mình? Mà lại gối mình trong cung thầm để ngồi liêu chờ. Trăng dần ai mà trăng nghiêng nghiêng nửa mặt, còn liễu sầu ai mà liễu ru bên hồ. Chẳng biết nhờ chập trùng gần thác mà kẻ lữ hành đã mỏi chuồn chức. Giờ đây chỉ mình ta chính mong đơn thân, tâm sự nâng quăng với hồn đau thương mong. Có ai biết được tại vì đâu vừa vương nữ nghẹn ngào khóc thương nhan sắc. Không còn nhan sắc nữa. Trời ơi,
1991 chị đã đoạt được giải Huy chương vàng, giải Trần Hữu Trang. Ơi nói em ơi. Dạ. Trong cái khoảng ngắn này thôi, chỉ có hai câu vọng cổ thôi. Dạ. Mà làm cho chị bây giờ đây là năm 2021, phải dạ. không? Mà chị nhớ là 1991 nó còn dằng dặn đâu đây. 30 năm. Vẫn còn đâu đây. Khoảnh khắc huy hoàng của 30 năm trước. Cái đêm mà lại được lãnh giải, trời ơi, chị có thể là chị nằm lăn ra ngoài sân khấu mà chị chết ra ngoài sân khấu chị cũng vui lòng lắm. Vui lòng lắm. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy Hải. Mặc dù trong thời gian thầy trò mình chỉ có một chút xíu để gọi là tập luyện thôi, nhưng thầy đã đem hết cái tấm lửa của thầy, cái chân tình của thầy đã để gửi đến cho Thanh Hằng, để Thanh Hằng diễn trọn hai câu vọng cổ này rất là thật tuyệt vời. Xin cảm ơn thầy. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn chương trình đó. Dạ. Tất cả quý khán giả cũng đều biết là chị Thanh Hằng thì cái đời sống gia đình cũng không có thuận lợi như tất cả những người phụ nữ khác. Đâu đó cái đời sống gia đình nó quan trọng lắm, với đặc biệt là với những người phụ nữ. Nhưng mà chị vẫn rất là kiên cường và vượt qua tất cả. Thì Coleman thắc mắc là có phải vì cái tình yêu với nghệ thuật, với cải lương mà nó giúp cho chị vượt qua được những cái giai đoạn mà có thể nói là nó giống như biến cố cuộc đời của mình. Chị thì chị rất là tôn trọng cái hạnh phúc, chị thèm cái hạnh phúc lắm. Nhưng mà hình như là cái duyên số, duyên phần của mình nó không được may mắn như điều đó. Thì thôi bây giờ là chị nghĩ rằng là cái hạnh phúc mà nếu mà đến với mình được may mắn á thì chị đón nhận. Còn chị cảm thấy nếu không phải thì thôi, đó là cái duyên phần số và cái nợ của mình phải trả. Xong. Nhưng mà cái quan trọng nhất cuộc đời của chị là sân khấu. Tại vì tất cả những gì gọi như là đau khổ hay là gì chỉ có sân khấu mới giải tỏa được. Dù cho chị có đau khổ buồn gì nguyên cả ngày vậy mà chị bước ra sân khấu một cái rồi chị quên hết tất cả. Em biết có những lúc mà hồi đó chị bị đau cái khớp của chị đó, là chị bị hoại tử khớp luôn đó, chị đi không nổi luôn đó. Nhưng mà em thấy chị bước ra sân khấu không? Không ai biết hết. Rồi khi sau đó rồi vô là coi như là quằn quại. Sau khi chị giải phẫu rồi chị cảm thấy chị khỏe hẳn nhiều hơn nữa. Chị càng khỏe nhiều hơn thì cái lực, cái niềm đam mê và cái lửa của chị lại càng cao hơn nữa. Sẽ đến lỡ như duyên phận
trong không gian túi sâu đời con. Con ơi, mẹ đã trải qua hơn nửa đời người với lắm buồn vui, với nhiều trắc trở. Tình yêu ban đầu gian dở rồi cũng mờ phai theo tháng lùng năm ta. Nhưng cuộc sống ngày mai nếu khổ nhọc bần lãng mạn của buổi đầu dung dài sẽ thay thế bằng bao nỗi lo toan. Có phải đâu mẹ kén chọn giàu sang không nghĩ đến tình yêu con trẻ. Nhưng làm mẹ với nhiều trăn trở, mẹ chỉ muốn tương lai của con mẹ hiền. Giờ con đâu biết tương lai sẽ về nơi đâu. Lời mẹ khuyên con khắc ghi trong lòng, những mối duyên đầu vương vấn lòng con. Làm sao với bớt thương đau ngày qua trong đời biết còn. Rồi đẩy bên chồng và con dài, con sẽ tìm ra hạnh phúc của đời mình. Tuổi xuân nào cũng có lắm mộng mơ, là con gái phải khôn ngoan mà lựa chọn. Mẹ chỉ mong con được vuông tròn hạnh phúc, bồng bột dài thờ sẽ khổ lụy sao vắng anh thấy buồn. Khóc hoài không ngủ cả đêm, gió mưa trước thềm đèn lẻ loi càng buồn xa em dưới cơn mưa trời đêm. Xin đừng bỏ em đừng xa em dưới cơn mưa trời đêm. Cảm giác là chị Thanh Hằng mà có một ngày nào mà thiếu ca hát, thiếu sân khấu chắc là chị chịu nổi. Nhưng mà em cũng đã biết là chị có một cái khoảng thời gian rất là dài chị định cư ở nước ngoài. Dạ, cũng hình như mười mấy năm hả chị? 15 năm. Thì làm sao mà trong cái thời gian đó chị không có tham gia một cái hoạt động nào hết, thì làm sao mà chị làm sao để chị vượt qua khỏi. Em nói đúng đó Coleman. Dạ. Em nói đúng đó. Nếu mà chị một ngày mà chị không hát á, làm sao chị chịu nổi. Thật, chị không nổi. Yeah. Chị đưa con chị đi học rồi chị ra ngoài phạt á, phạt là công viên á, chị đậu cái xe lại, chị lấy mấy cái mini disc hồi xưa mà nó cái beat nhạc đó, chị đem theo, chị bể, chị gắn vô cái máy, chị để đó, rồi cái chị mở lên, chị nằm, chị ngồi ở trong cái xe chị ca, từ trích đoạn này cho đến bài ca kia, chị ca, chị khóc cho đã, chị diễn cho đã trong xe, xong rồi tới giờ đi về đi chợ, đặng nấu cơm nấu nước cho con cái ăn. Cho nên chị hát hàng ngày,
Mặc dù là không có khán giả, chị vẫn ngồi lên xe chị hát. Là nói chung là ở bên đó thì chị cũng có tham gia nhiều cái chương trình mà thiện nguyện và hát cho những cái chùa. Cho nên là chị cũng cảm thấy rằng là chị cũng hoạt động thường xuyên. Chứ dạ, chị không có bỏ, đỡ nhớ, đỡ nhớ dạ lắm. Nhưng mà trên thực tế là trong cái thời gian bên đó chị không có hoạt động ở sân khấu lớn. Không có, không dạ có. Dạ. Rồi thì lúc tới cái thời điểm nào mà chị quyết định quay trở về Việt Nam? Ở bên đó là quý vị khán giả với em biết rằng là mọi thứ mọi việc đều mình lo hết, chứ không có một cái người nào mà mình có thể là nhờ giúp đỡ giùm hết. Con đi học chợ búa cũng một mình luôn. Cho nên là chị phải dành hết thời gian cho con chị, tại vì tới thời điểm đó nó đang học, cho nên chị không bỏ được. Đó thì nhân duyên đúng, phải nói là đúng thời điểm nó vừa coi như xong 18 tuổi, nó học xong hết rồi đó, là nó mới nói với chị, nói thôi mẹ, mẹ cứ đi về, mẹ đi hát đi, mẹ theo cái con đường của mẹ đi, nó con cảm thấy rằng là nó thích hợp nhiều hơn. Cái lần đầu tiên chị về chính thức là lúc nào chị bước lên sân khấu chị diễn trở lại, và cái cảm giác lúc mà chị sau 15 năm trở lại thì cái lúc đó cái tâm trạng chị như thế nào, chị hồi hộp hay là chị có lo lắng? Nó hồi hộp, nó lo âu làm sao, tại vì cái lời ăn tiếng nói của mình nó bị hạn chế. Tối ngày cứ lo lu bu trong nhà, rồi con cái học hành thôi, chị ít có giao tiếp ở bên ngoài, rồi cứ nó làm như bị lời ăn tiếng nói của mình nó bị khựng lại. Chị không dám tham gia về bên sân khấu. Là tại vì em biết nghệ sĩ mình là phải hát hằng đêm hằng giờ, rồi tập tuồng này kia nọ hằng ngày, mỗi một ngày nó có một cái thay đổi khác nhau. Cho nên là chị sợ lắm, chị ngại lắm. Thì về bên đây mà may mắn được cái là chị được làm cái giám khảo của các em bé nhỏ nữa. Vô tình có một cái trích đoạn mà Phạm Công Quốc qua. Thì hai em bé là Quách Phú Thành đó và con bé Tâm á, hai chị em nó diễn là Nghi Xuân Tấn Lực. Là cái đoạn đó là cái bà Tàu Thị bà phải quậy tưng bừng lên đó, hai đứa nó mới có cái cảm xúc. Mà bây giờ không có cái vai bà Tàu Thị thì chị đang ngồi trên bàn giám khảo nè, chị hát luôn, chị làm cái vai bà Tàu Thị thì đột nhiên hai cháu nó lại nhập tâm vào nó hát. Rất là thành công cái tiết mục đó. Rồi sau cái chị trở về bàn của giám khảo thì chị lại đóng vai Cúc Hoa, đóng vai mẹ nữa. Đó cho nên là coi như là chị được cái là đi tới đâu hát là khán giả ông đều kêu bà Tàu Thị hết. 15 năm mà với một người mà ngày nào không hát, giờ nào không hát, chịu không nổi mà đam mê cái nghệ thuật cải lương như vậy, thì chắc là quý vị các bạn cũng hiểu là nếu mình đam mê một cái gì đó mà nó là hơi thở của mình mỗi ngày, mà tới một lúc mình phải rời xa nó thì chắc nó rất là kinh khủng. Ngay cả về anh đây cũng vậy, có những lúc mà không có show thì chị cũng tìm đủ mọi cách, chị vào phòng thu để chị thu những cái bài nào mà mới nữa để học thêm nữa để hát cho khán giả nghe. Đó, chị. Theo như em được biết thì cái cuộc sống của chị á, nó cũng nhiều truân chuyên và cũng có những không ít lần chị cũng không có thể tiếp tục được với cái đam mê, với cái ước mơ của chị, phải không chị? Cái hoàn cảnh của chị thì nói chung là nó không được may mắn về cái chuyện tình cảm. Chị cũng buồn khóc dữ lắm, nhưng mà dù cho chị có như thế nào nữa, chị vẫn mong cho tới giờ mau tối rằng chị được lên sân khấu chị hát thôi. Tại vì khi chị đứng ở trên sân khấu rồi á, là coi như không ai dám động đậy gì tới chị hết á. Ai thì cũng phải có hoàn cảnh người đó thôi, chị không tách cái gì hết. Nhưng mà chị nghĩ rằng là cuộc đời chị sẽ gắn liền với sân khấu, xin nguyện được hát cho đến hơi thở cuối cùng. Chị là bước lên sân khấu bằng cái tuổi thơ thì chị sẽ ra đi trên sân khấu bằng cái tuổi của chị, để cho chị được sống trọn trên sân khấu, tại vì sân khấu là một cái nơi gọi là an toàn nhất cho cuộc đời chị. Sân khấu cải lương nó có nhiều cái màu nhiệm lắm. Tại vì nó là một cái hồn của dân tộc Việt Nam. Chị hy vọng rằng là sân khấu sẽ sáng đèn, sẽ trở lại như ngày xưa, để cho các em được hiểu biết nhiều hơn về bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Và thưa chị thì chắc em xin có một câu cuối cùng dành cho chị thôi. Chị có nhắn gửi gì đến quý khán giả thân thương? Cho chị xin gửi lời tri ân, phải nói là tri ân và nhớ ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Có động lực của quý vị khán giả cho nên Thanh Hằng mới sống được ngày hôm nay. Cùng một
trắng soi vách núi in hình kim. Núi dần dần trắng khoác chiến bào, mây bay gió nổi tan theo trắng lên đỉnh núi. Ngồi trong đất nước dưới trời cao. Phu nhân, đêm đã khuya, phu nhân vẫn chưa vào trống an nghỉ. Mãi nhìn trăng đôi bóng, thiếp liên tưởng đến chàng. Một thanh gươm yên ngựa dãy dùng, chịu gian khổ để gieo mầm hạnh phúc. Đứng giữa mê linh mà nàng còn nghĩ đến hạnh phúc, chắc không phải là thứ hạnh phúc bé nhỏ tầm thường. Ta về đây từ rừng núi Châu Viên cũng mang nặng một tình yêu tha thiết. Tình yêu ấy, một tình yêu bất diệt, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương. Lòng mạng lo hạnh phúc của toàn dân, đâu dám nghĩ đến tình riêng nhỏ bé. Ta nhớ lại những đêm dài không ngủ, nghe bên trời vang tiếng giạc kêu xuân. Nhìn trắng khuya mà tất giả ngổn ngang, nguồn lửa hận nấu nung bầu nhiệt quyết. Khắc hai chữ diệt thù trên kim thép, quyết đặt bằng mọi chướng ngại phong ba. Rủi gió câu trên dầm đường xa, hầu báo đắp ơn nhà nở nước. Trên muôn dầm quang hà chàng cất bước, tay cầm tay trắng in bóng chung đôi. Rồi mai đây mỗi kẻ một phương trời, vui chiến đấu và cười trong gian khổ. Phúc ly biệt của tình chồng nghĩa vợ, lời văn dò hai khắc cốt minh tâm. Thù nào sâu hơn thù lũ xâm lăng, tình nào nắng tình thương đất nước. Phu nhân ơi, đôi khi ta muốn nói với nàng bằng những tiếng nói yêu thương cho bỏ nhớ nhung sau những ngày khi xa vắng. Nhưng chợt nhớ đến quê hương đang đắm chìm trong lửa loạn, nên những tiếng yêu đương bỗng thành ra muôn vàn tiếng căm hờn. Từ đó quê hương quằn quại giữa điêu tàn, trước thảm cảnh dầu sôi lửa đỏ, ta nghe lòng mình chan chứa vàng niềm thương. Ta thương từng mảnh đất quê hương, từng mãi lá khóm tre ngọn cò. Thương vàng xanh linh đầu rơi mau đổ, dưới gót tâm lăng tàn bạo của quân thù. Còn nhớ rõ một đêm, một đêm trên đồi cao dưới ánh trăng sáng tỏ, cụ Đô Trinh có bảo với thiếp rằng cứ nhớ tới ngày giỗ tổ Hùng Vương, đêm đêm trằn trọc không tài nào nhắm mắt được. Phu nhân ơi, ta đợi chờ một ngày khi dải đất mê linh thổi bùng lên. Thôi bùng mà lớn ngọn lửa căm hờn, ngọn lửa đấu tranh quét sạch lũ tàn. Cởi áp nô dông xích xiền nỗ lệ, để hạnh diện cho mình là con cháu rồng tiên. Tiếng hát thanh bình vang vọng khắp non sông, ngàn hoa lá tươi cười trước gió. Trong tiếng chim reo của
của bình minh rạng rỡ bóng có tiếng đôi chim kể lể chuyện tâm tình. Nhưng lúc đất nước đang dùng lên bứt phá sức xiềng thì cái vui của đôi vợ chồng xóm trẻ, thì cái vui chung của vợ chồng mình sẽ là cái vui chung của toàn thể dân Nam. Phu quân dạy rất phải, ôi đừng nuôi mê linh hùng gì quá, nuôi trái mình đón đợi anh trăng trong, dặn đâu đây nhạc suối rền vang như tiếng vọng của hồ tiên sông. Đường hành quân mịt mờ cát bụi, đò bóng tinh kỳ theo gió ngựa đường xa. Bao giờ tắt lửa can qua, trời Nam vang vọng khúc ca thanh bình. Giờ ta nên gác lại bên lòng báo tình cảm để lắng nghe tiếng thét gọi lớn. Bên ánh lửa mây. Phu nhân, tình thế như dầu sôi lửa bỏng, ta chỉ sợ giáo gươm chưa rèn đủ thì phải đương đầu với giặc rồi. Sức ta yếu nhưng lòng dân đang phẫn hận, lấy giáo thù diệt giặc ta sẽ lớn mạnh giữa phong ba, thì lo gì không đủ gươm giáo. Phu nhân nói rất phải, nếu được tin từ rừng núi Đông Sơn đem về tụ nghĩa thì nàng hãy cấp báo cho ta đến Châu Viên để ta kịp giấy binh. Phu quân, đường sương gió chàng cần áo ấm hơn thiếp. Phu quân, chàng đi đường nên cẩn trọng. Phu nhân, bao giờ phu nhân cũng nhắc ta câu nói đó. Phu quân, phu nhân, sắc son một già đền ơn nước, muốn dầm đường trường gió ngựa tung. Gương bao khắc sâu lời quên mình rửa sạch mối thù chung. Trong giây phút chia tay, tim nguyện ghi lời thề, tuy xa nhau muôn dặm dài luôn có nhau kề dài trong chinh chiến, dẫu muôn đắng cay không sờn. Bầu trời Nam ô tôi, quân thu gieo bao tàn, ta vui biết đâu đánh nóng đem máu xương cùng muôn dân son sắt nhớ nhau nhớ quân. Đêm nay có xa nhau, cho ngày mai ta lại gần. Ôi trăng sao trên bầu trời sáng ngoài đường, ta biết ai có em dối theo chân vàng. Kìa hồn thiên sông núi, nghe từ xa vọng về, ta chung lo ngăn giặc thù, mai mốt đây nhìn non sông tươi sáng ngày về vinh quang. Ta muốn lo ngăn giặc thù, mai mốt đây nhìn non sông tươi thắm ngày về vinh quang.
Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được sống lại với cái bầu không khí của vở diễn Tiếng Trống Mê Linh Huyền Thoại, mặc dù chỉ là một trích đoạn. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Vũ Lân đã đến với Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay cùng với chị Thanh Hằng. Có lẽ là hôm nay chúng ta thấy có sự kết hợp rất là nhuần nhuyễn giữa Vũ Lân với chị Thanh Hằng. Thì Colorman cũng như khán giả cũng đang thắc mắc là không biết là hai người đã từng diễn chung với nhau cái trích đoạn này có nhiều lần chưa, mà hôm nay thấy rất là ăn ý. Dạ thưa anh, đây là lần thứ hai mà Luân hát chung với chị Thanh Hằng. Mà lần thứ hai này nó thật sự nó nghiêm túc hơn. Vũ Lân rất là hạnh phúc khi mà được diễn chung với là một nghệ sĩ tài danh mà mình quý mến đã rất là lâu lắm rồi. Từ những ngày đầu tiên mà Luân mới chập chững bước vào nghề, sở dĩ Luân ái mộ chị Thanh Hằng có nghĩa là chị hát rất là nhiều vai. Mà ngày xưa đó, lần đầu tiên em với chị hai hình như hát trong cái tuồng đầu tiên mà em nhớ đó là Lỡ Chuyến Đò Thương, đóng vai bà nội. Trời ơi, mình nhìn mặt bà nội dữ lắm. Là coi như là sợ chị Thanh Hằng từ đó luôn á. Có nghĩa là khi mà hát cái thần thái của chị á, làm cho cái bạn diễn á, họ nếu mà tinh thần không vững là có thể là quên tuồng luôn. Giống như hôm nay thì quý vị xem chương trình thì thấy là luôn có hơi khựng chút xíu trong câu ca dòng cổ, nhưng mà đó xuất phát từ tấm lòng chân thật mà khi mà đứng chung với là chị Thanh Hằng, mong quý vị thông cảm bỏ qua cho. Cảm ơn chị. Thầy cảm ơn. Cảm ơn Vũ Lân rất nhiều. Dạ thưa chị Thanh Hằng, thì chắc là trước đây, chắc là với cái trích đoạn này thì chắc chị cũng đã từng hát với một vài anh lớn. Thì hôm nay cùng kết hợp với lại người em Vũ Lân thì chị thấy như thế nào? Cái vở Cải Lương Tiếng Trống Mê Linh này nó đã là một cái dấu ấn ghi sâu vào trong trái tim của Thanh Hằng. Tại vì cái năm mà Thanh Hằng được đi gia nhập vào đoàn Thanh Minh Thanh Nga đó, thì Thanh Hằng chỉ là một diễn viên múa cho cái vở Tiếng Trống Mê Linh này thôi. Phải nói là từng đêm, từng giờ, từng phút để ngồi để xem cô ba Thanh Nga diễn và học theo những cái cách diễn của cô. Thì Thanh Hằng đã mang vào trong trái tim của mình suốt bao nhiêu chục năm qua rồi. Thì trong thời gian cũng lưu diễn khắp nơi, là đi các đoàn thì cũng tạm gián đoạn, nhưng mà trong cái thời gian mà năm 1992-93 là tức liên là đó là Đài Cần Thơ có mà quay lại một cái vở Tiếng Trống Mê Linh này, thì chị Thanh Hằng được chú nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang đề cử cho chị Thanh Hằng được hát cái vai Trinh Trắc trong Tiếng Trống Mê Linh này. Hát với chú Thanh Sang. Dạ, hát với chú Thanh Sang. Và sau đó thì lại là năm 96, năm 95, 96, 97 trong khoảng thời gian đó thì chị Thanh Hằng cũng có quay lại cho đài truyền hình thành phố với lại nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn nữa. Đó là hai lần được hát cùng với lại các bậc tiền bối. Và phải nói rằng hôm nay đoạn ngắn này thôi nhưng mà làm cho mình nhớ lại cái ký ức thời xưa và hiện tại bây giờ nó vẫn còn mãi ghi trong cái trái tim của mình, và cái Tiếng Trống Mê Linh này nó vẫn còn mang mãi với thời gian, không bao giờ phai mờ được. Cảm ơn chương trình, cảm ơn Clement đã mời chị Thanh Hằng để được tham gia chương trình. Phải nói là hạnh phúc vô cùng, một người nghệ sĩ mà được cái sự ưu ái như thế này đó là một cái điều tri ân. Và kính thưa quý vị các bạn, trước khi nói lời chào tạm biệt với tất cả quý khán giả, em có một cái món quà tinh thần xin gửi đến chị để lưu niệm. Và đây là cái kỷ niệm chương của chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại lần đầu tiên, mùa đầu tiên năm 2021. Dạ, xin kính tặng chị. Dạ, xin trân trọng cảm ơn Clement rất là nhiều và cảm ơn chương trình rất nhiều ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện được phát sóng vào lúc 20:35 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Và đến đây thì Colorman và nghệ sĩ Thanh Hằng xin nói lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những chương trình kế tiếp. Xin chào tạm biệt.
Thoa Loan xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn. Nhân vật chính của Dấu Ấn Huyền Thoại ngày hôm nay đó chính là ngôi sao ca nhạc, danh ca Ngọc Sơn. Này em yêu ơi, yêu em nhất trên đời, và chỉ mình em thôi trong trái tim anh. Xúc động lắm. Và có xúc động vì mẹ đã vượt qua bảo bệnh, mẹ đã vượt qua. Nói chung là Ngọc Sơn sẽ gắn bó với mẹ mãi mãi đấy. Và đây là những món quà tinh thần, những món quà vô giá mà con nhận được của đại gia đình con xin gửi đến mẹ.